Em xin chào cô chú bác anh chị, em đã đến với đồ cầu Quang Thanh. Hôm nay ngày 28 tháng 2, em lại tiếp tục lên một cái video là 331. Video này là một lô gác cần. Các bác nào yêu thích gác nào thì cứ liên hệ về số 0778873789. Số điện thoại em cũng có gắn ở trên màn hình các bác nha. Thì các bác nào yêu thích cân của em thì nhớ đăng ký và like cho em, để lần sau em có đăng lên những cái mặt hàng khác thì nó sẽ về máy các bác, rồi các bác ủng hộ em nhé. Thì lô này em cũng bao ship cho các bác luôn, các bác được kiểm tra hàng và trước khi thanh toán nha. Rồi để em lấy cái mã hàng đầu tiên, các bác lựa chọn ủng hộ em nhé. Rồi cái mã hàng đầu tiên là mã G15. Mã G15 là một cái gác cần này, là nó có 3 khúc. Đây một khúc và đây một khúc, khúc giữa khúc là 3 khúc các bác nha. Đấy, 3 khúc. Những cái nút này là còn ok, chưa hề hư các bác nha, còn nguyên hình nguyên dáng nha. Đó, thì cái nào cũng giống thế nào đấy các bác. Đấy, và cái này là gác được 4 cần các bác nha. Này, gác được 4 cần. Cái G15 này là dài 1m2, ngang của nó dài 1m2, thu gọn là 52 phân. Cần này giá 400k các bác nha. Cái gác cần này là giá 400k nha. Đó là cần này, cái gác cần này còn ok các bác, còn mới nha. Đó, G15 giá 400k. Rồi tiếp tục em lên cái G16 các bác. G16 này thì dài 1m25. Đây các bác, đây. Những cái khóa còn ok, chưa hề bể, chưa hề hư các bác nha. Đấy. Đấy. Cái cọng này nó làm bằng sắt, nó bọc một lớp nhựa, còn cái hàng bằng nhôm các bác nha. Các bác cứ mở khóa ra rồi kéo ra thôi nha. Đấy, mở khóa là kéo ra thụt vào, thì các bác muốn đi câu cái chiều dài bao nhiêu thì các bác cứ thụt vào rồi khóa lại nhé. Thằng này thì cũng đừng chắc cũng được nhiều cần đấy. Đây các bác, 1 2 3 4 5 6, 6 6 12 ha. Nhưng mà có lẽ các bác cũng đi câu được vài cần, 5-7 cần thì bỏ nó rộng rãi hơn ha. Đấy. Cần vẫn còn ok các bác. Đây. À, gác cần vẫn còn ok. Cái G16 các bác dài 1m25. Thu gọn của nó là 78 phân. Các cần này là giá 400k luôn các bác nhé, 400k. G17 các bác. Này bị dính kèo rồi ha. Này bị dính kèo. G17 này thì dài 1m23. Thu gọn của nó là 73 phân. Đây các bác, này. Tấm này là vẫn còn ok. Gác cần của nó thì cũng được 4 cái các bác nha. Đây. Còn ok các bác nha. 4 cái, một bên 2 cái ha.
chốt của nó còn ok luôn các bác nhé. Đấy. Ba cái chốt của nó còn ok luôn, chưa hề bị hư các bác nhé. Các bác được nhận hàng và kiểm tra. G17 các bác, dài 1m23, thu gọn của nó là 73 phân. Cái gác này là giá 400k luôn các bác nhé, 400k nhé. G18 các bác. G18 là thì nó dài 1m3. Thu gọn là 71 phân nha các bác. Đây. Cái này là G18 này là nó bằng sắt hết các bác nhé. Đấy, nó bằng sắt này. Mà nó sơn màu đỏ. Đấy. Cái này thì vặn này đưa ra các bác nhé. Đấy. Còn mới các bác, còn ok nhé. Sắt cho nên nó hơi hơi nặng một xíu các bác ạ. Rồi đưa vào là các bác vặn nó lại. Đấy. Còn cái hàng này thì các bác cứ đưa ra đây, thụt nó vào. Đó, đưa ra thụt vào, đưa ra ấn nó xuống là thụt nó vào, nó cứng nha các bác nha ha. À, cái thằng này cũng gác được 4 cần các bác nha. Ừ. Về thì đưa lên gom lại. Cần cái gác cần vẫn còn ok các bác nha, còn mới nha. Đấy. Đây. G18 các bác dài 1m3, thu gọn là 71 phân. Thì cái này thì em để giá 300k các bác nhé. 300k bao ship nhé. Tất cả đều được bao ship các bác. G20 các bác ơi. Đây. Thì em cũng có quay chi tiết từ từ cho các bác xem qua nhé. Đấy. Các bác xem là ủng hộ nha. G20 thì thằng này dài 1m25 các bác. Này thì vặn nhá. Bác muốn dài ra bao nhiêu thì bác cứ vặn lại nó cứng lại này. Đấy. Muốn dài hết thì các bạn ra hết luôn. Đó, kéo hết thì nó dài 1m25. Đấy. Còn thu gọn lại thì là 72 phân. Xếp lộn rồi, cái này 18, quên các bác nhé, này, 18 qua 19 này nhé. Các bác nhé, 19 này, em xếp lộn ngoài cùng, 18 qua 19 ha, đây. G19 này thì nó dài 1m25, thu gọn 77. Đây các bác. Em quay kỹ các bác xem ha. Cái này thì nó bằng nhôm các bác nhé. Nhôm này. Đó, mấy cái khóa của nó là ok luôn các bác nhé. Các bác cứ mở ra nhé. Mở ra là kéo ra. Dài bao nhiêu, xong rồi khóa lại ha. Đó, thằng này thì có gác được 4 cần các bác nhé. Cái này gác 4 cần ha. Này. G19 dài 1m25, thu gọn 77. G19 này giá 330k các bác nhé. 330k ha. Đến G20.
G20 này hồi nãy em đưa lên lộn ha, giờ em lên lượng G20 ha. G20 này dài 1m25, thu gọn 77 nhé. À thu gọn 72. Đây các bác. Nút vặn nó đây. Vặn lại các bác. Thì cây G20 này á, thì nó có một cái bị lỗi đấy các bác. Đây. Này có một cái bị lỗi ở đây. Em đâu có một cái bị lỗi các bác này, nó bể mất miếng ở đây này ha, nó bể mất đây miếng ở đây, thế nên là nhưng mà không sao, em đã khoan một lỗ. Em đã khoan một lỗ ở lỗ lên đầu và đóng một cây sắt vào trong này rồi, cho nên là các bác cứ xả yên tâm, xả thoải mái nha. Đấy. Cái này thì gác được 4 cần, cần này nói chung là nó bị lỗi nhẹ đó thôi, nhưng mà em đã chỉnh sửa lại rồi, cũng rất là ok. Đấy các bác, đó. Cho nên là để giá cho các bác là 250 thôi nhé. G20 dài 1m25, ngang 72 phân. Em để giá cho các bác 250 bao ship nha. Đó, còn cái này thì em cũng có chỉnh sửa lại ok rồi, không sao. Vẫn xài bình thường. G21 các bác. Đây. G21 này cũng được gác được 4 cần các bác nha. Đấy. G21 này nó dài 1m07 các bác. Đấy, em kéo thằng này là dài ra 1m07, nhưng hiện tại bây giờ là có một cái kéo ra được và hai cái nó bị cứng. Cho nên là em để giá 150k thôi. Các bác nào mua về chỉnh sửa lại thì chỉnh sửa nha. Nó cứng, cái này thì nó ra được. Đấy. Còn hai cái này nó cứng quá. Em bán không ra, vẫn ra nhưng mà nó hơi cứng, thôi em để vậy em bán rẻ luôn, giá 150, 150k bao ship. Đấy. Đây các bác, thu gọn 65, G21 giá 150k bao ship. Đây các bác. Đấy. Rồi các bác nào mua cái mã nào thì cứ liên hệ về số 0777 8837 8789 giùm em nhé. Thì số điện thoại em có để trên màn hình đó. Rồi em cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của em nhé.